Xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là bản tin thời sự tổng hợp được phát sóng trên kênh truyền hình Thông Tấn. Mở đầu bản tin như thường lệ sẽ là phần điểm nhị tin chính. Báo cáo đánh giá tình hình phát triển kinh tế xã hội của thành phố Hà Nội tại kỳ họp thứ 6 Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa 14 khai mạc ngày 3 tháng 12 cho thấy, trong điều kiện có nhiều khó khăn nhưng kinh tế Hà Nội vẫn tiếp tục duy trì và tăng trưởng khá, cao gấp 1,55 lần so với cả nước. Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam thường niên năm 2012 với chủ đề Khôi phục sự năng động của nền kinh tế diễn ra ngày 3 tháng 12 là kênh đối thoại chính sách giữa chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp trong nước và nước ngoài nhằm xây dựng môi trường kinh doanh thuận lợi, thu hút đầu tư nước ngoài và thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững tại Việt Nam. Xuất khẩu là một hướng đi giúp doanh nghiệp duy trì sản xuất, nhưng việc các doanh nghiệp sản xuất xi măng chọn giải pháp tạo lập thị trường xuất khẩu clanke với giá trị rất thấp lại khiến doanh nghiệp gặp khó khi quay trở lại thị trường nội địa. Các nước tiếp tục có phản ứng quan ngại về việc Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên chuẩn bị phóng vệ tinh Quang Minh Sơn 3, trong khi có tin cho biết giai đoạn lắp đặt đang được tiến hành khi tầng thứ nhất của tên lửa đẩy đã được lắp vào bệ phóng ở trung tâm vũ trụ Soha. Hiện siêu bão Bopha, cơn bão thứ 24 trong năm nay tại khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương, đã bắt đầu đổ bộ vào miền Nam Philippines. Cơ quan dự báo khí tượng thủy văn địa phương cảnh báo đây có thể là cơn bão lớn nhất tại quốc gia này trong năm nay. Thưa quý vị và các bạn, sáng mùng 3 tháng 12, kỳ họp thứ 6 Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa 14 đã chính thức khai mạc. Đồng chí Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã tham dự kỳ họp. Kỳ họp này có ý nghĩa hết sức quan trọng nhằm đánh giá tổng thể tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội và an ninh quốc phòng trên địa bàn thủ đô năm 2012. Báo cáo tình hình kinh tế xã hội năm 2012 tại kỳ họp cho biết, trong điều kiện có nhiều khó khăn nhưng kinh tế Hà Nội vẫn tiếp tục duy trì và tăng trưởng khá, tổng sản phẩm ước tăng 8,1%, mức tăng trưởng năm 2012 cao gấp 1,55 lần so với cả nước. Để đạt được những thành quả trên, thành phố Hà Nội đã quyết liệt chỉ đạo thực hiện các giải pháp kiềm chế lạm phát, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, ban hành thực hiện thí điểm một số chính sách phát triển sản xuất nông nghiệp và xây dựng hạ tầng nông thôn, giảm thiểu ùn tắc giao thông. Một số chỉ tiêu chủ yếu mà thành phố Hà Nội đặt ra trong năm 2013, tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn từ 8 đến 8,5%, tốc độ tăng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn từ 15 đến 16,5%, tốc độ tăng giá trị xuất khẩu hàng hóa 9 đến 10%, thu ngân sách nhà nước đạt 100% kế hoạch được giao. Để đạt được mục tiêu trên, Hà Nội tập trung thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu như rà soát sửa đổi các quy định, thủ tục hành chính, kiểm soát lạm phát, đảm bảo an sinh xã hội, hỗ trợ sản xuất, ổn định nguồn cung, cân đối cung cầu hàng hóa thiết yếu và điều hành quỹ bình ổn giá hiệu quả, hoàn thành xây dựng chiến lược đào tạo nguồn nhân lực, tập trung hoàn thiện và hoàn thành phê duyệt quy hoạch kinh tế xã hội các huyện còn lại, các quy hoạch ngành, lĩnh vực, các quy hoạch phân khu xây dựng, quy hoạch chi tiết xây dựng hạ tầng khu đô thị. Tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội cũng sẽ xem xét đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển kinh tế xã hội, dự toán và dự toán phân bổ thu chi ngân sách năm 2013 gắn với kế hoạch đầu tư từ ngân sách nhà nước giai đoạn 2013-2015 của Hà Nội. Một số quy hoạch ngành cũng được xem xét như quy hoạch phát triển công nghệ thông tin, quy hoạch nghĩa trang, nhà hỏa táng, nhà tang lễ, quy hoạch xử lý chất thải rắn. Hội đồng Nhân dân xem xét thông qua giá các loại đất năm 2013, sửa đổi bổ sung thay thế bãi bỏ một số quy định thu phí lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng Nhân dân thành phố và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền Hội đồng Nhân dân thành phố. Hội đồng Nhân dân cũng dành một ngày để chất vấn và trả lời chất vấn về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng và những vấn đề dân sinh bức xúc mà đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố và đông đảo cử tri thủ đô quan tâm. Với chủ đề khôi phục sự năng động của nền kinh tế, Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam đã diễn ra ngày 3 tháng 12 tại Hà Nội. Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh đã dự và phát biểu tại diễn đàn. Đánh giá về môi trường đầu tư tại Việt Nam, các đại diện doanh nghiệp trong và ngoài nước đều bày tỏ quan ngại về triển vọng kinh doanh trong thời gian tới. Theo kết quả khảo sát chỉ số môi trường kinh doanh hàng quý lần thứ 9 được thực hiện vào tháng 10 năm 2012 cho thấy, niềm tin và nhận định về triển vọng kinh doanh tại Việt Nam của các doanh nghiệp châu Âu đã giảm xuống mức thấp nhất, chỉ còn 45 điểm. Đại diện nhiều doanh nghiệp cũng cho rằng Việt Nam cần có các giải pháp mạnh mẽ hơn nữa nhằm thúc đẩy và nâng cao chất lượng dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam. Và doanh nghiệp rất là lo ngại những cái biện pháp điều hành chính sách theo kiểu dùng nhiều biện pháp hành chính hay là những cái biện pháp giật cục, những cái biện pháp không tiên liệu trước được. Và vì lo lắng bởi những cái yếu tố đó cho nên cũng có một bộ phận doanh nghiệp đang chống chờ và
chưa dám mạnh dạn đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh. Bên cạnh những khó khăn về vốn liếng, bên cạnh những khó khăn về nguồn lực, nhưng mà ngay cả các doanh nghiệp có vốn liếng nguồn lực thì người ta cũng còn e dè. Chúng tôi lo ngại về quá trình chuyển giao từ doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp của Mỹ chuyên sản xuất hàng tiêu dùng có giá trị gia tăng thấp sang doanh nghiệp FDI sản xuất hiện đại có giá trị gia tăng cao sẽ không thành công. Những nhà máy đối tác chiếm tỷ trọng lớn trong sản xuất lượng hàng xuất khẩu, may mặc, giày dép và đồ nội thất dựa trên hàng triệu lao động không còn là ưu thế trong tương lai. Nếu không có khả năng vượt qua những thách thức này, Việt Nam sẽ có thể bị mắc kẹt vào bẫy thu nhập trung bình. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các giải pháp tháo gỡ khó khăn và khôi phục niềm tin cho các doanh nghiệp là những khuyến nghị của đại diện nhiều hiệp hội doanh nghiệp trong và ngoài nước. Chính phủ Việt Nam cần nhanh chóng giải quyết những vấn đề còn tồn tại trong hệ thống ngân hàng, bởi đây là lĩnh vực có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc tạo ra thị trường vốn, hỗ trợ tích cực cho doanh nghiệp. Thứ hai là tiếp tục thực hiện các cam kết tái cấu trúc các doanh nghiệp nhà nước, đặc biệt là vấn đề nâng cao chất lượng và hiệu quả quản trị doanh nghiệp. Chính phủ cũng cần thực hiện các cam kết nhằm triển khai mạnh mẽ các dự án cơ sở hạ tầng, phục vụ việc phát triển công nghiệp. Phát biểu tại diễn đàn, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh khẳng định Việt Nam đang nỗ lực trong việc cải thiện môi trường đầu tư và kinh doanh cho các doanh nghiệp, đặc biệt là từng bước hoàn thiện về cơ sở hạ tầng, nỗ lực trong việc tháo gỡ khó khăn về vốn cho các doanh nghiệp. Trong giai đoạn đầy khó khăn này, đòi hỏi bản thân các doanh nghiệp tích cực cơ cấu lại. Đây cũng chính là thời điểm thử thách khắc nghiệt cho các doanh nghiệp, nhưng cũng là cơ hội cho các doanh nghiệp năng động, dám nghĩ dám làm, biết nắm cơ hội vươn lên để phát triển. Trong bối cảnh đó, hơn lúc nào hết, chính phủ luôn luôn kề vai sát cánh, lắng nghe kiến nghị, đề xuất của cộng đồng doanh nghiệp nhằm tạo thuận lợi hơn nữa cho việc hoạch định chính sách phù hợp sát với nhu cầu của các doanh nghiệp. Cũng tại diễn đàn, đại diện các bộ ban ngành đã lắng nghe các đánh giá và khuyến nghị của các nhóm công tác trên các lĩnh vực như ngân hàng và thị trường vốn, đầu tư và thương mại, cơ sở hạ tầng và một số nhóm công tác khác. Sáng 3 tháng 12 tại trụ sở Quốc hội Campuchia, Chủ tịch Quốc hội Campuchia Heng Samrin và Phó Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Huỳnh Ngọc Sơn đồng chủ trì lễ khánh thành dự án công nghệ thông tin trị giá hơn 1 triệu đô la Mỹ do Quốc hội Việt Nam tặng Quốc hội Campuchia. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn nhấn mạnh, tuy là một dự án hợp tác nhỏ, nhưng có thể đây là một trong những minh chứng tiêu biểu cho mối quan hệ hợp tác gắn bó giữa hai nước, hai quốc hội Việt Nam và Campuchia. Hy vọng khi đưa vào sử dụng, dự án sẽ góp phần nâng cao hiệu quả và chất lượng công tác lập pháp của các nghị sĩ Campuchia. Chủ tịch Quốc hội Campuchia Heng Samrin đánh giá cao hiệu quả hợp tác, hỗ trợ của Quốc hội Việt Nam đối với Quốc hội Campuchia trong các lĩnh vực đào tạo nâng cao nguồn nhân lực, xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng, phục vụ cho hoạt động của Quốc hội Campuchia. Chủ tịch Quốc hội Heng Samrin và Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn đã cùng cắt băng khánh thành dự án công nghệ thông tin, chính thức đưa hệ thống này vào sử dụng nhằm nâng cao năng lực hoạt động của Quốc hội Campuchia trong giai đoạn mới. Cũng trong ngày 3 tháng 12 tại tỉnh Bình Dương, Tổng cục Dự trữ Nhà nước thuộc Bộ Tài chính đã công bố quyết định thành lập và đưa vào hoạt động Cục Dự trữ khu vực miền Đông Nam Bộ. Đây là Cục Dự trữ khu vực cuối cùng được đưa vào hoạt động trong tổng số 22 Cục Dự trữ trên phạm vi cả nước. Việc thành lập và đưa Cục Dự trữ Nhà nước khu vực miền Đông Nam Bộ đi vào hoạt động là yêu cầu khách quan, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước về dự trữ trong tình hình mới. Đây cũng là nhiệm vụ thực hiện chức năng quản lý các hoạt động dự trữ nhà nước không thể thiếu trên 3 tỉnh Bình Dương, Bình Phước và Tây Ninh. Cục Dự trữ miền Đông Nam Bộ đảm trách nhiệm vụ dự trữ hàng hóa như lúa gạo, các nhu yếu phẩm và các thiết bị hỗ trợ cứu hộ cứu nạn, phòng cháy chữa cháy nếu có thiên tai bão lũ xảy ra. Việc thành lập và đưa vào hoạt động của Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Nam Bộ đã đánh dấu bước hoàn thành cơ bản việc kiện toàn tổ chức bộ máy của ngành dự trữ nhà nước. Đây, Cục Dự trữ Nhà nước khu vực cuối cùng được đưa vào hoạt động trong tổng số 22 Cục Dự trữ Nhà nước khu vực được thành lập. Dự trữ là một trong những công cụ tài chính quan trọng của nhà nước, giúp chính phủ và chính quyền các địa phương chủ động kịp thời đáp ứng những yêu cầu cấp bách về phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, bảo đảm quốc phòng an ninh.
Theo đó, Bộ Tài chính cũng như Tổng cục Dự trữ Nhà nước yêu cầu khẩn trương hoàn thiện bộ máy, cơ sở vật chất để kịp thời bảo quản hàng hóa dự trữ, xây dựng kế hoạch dự trữ hàng hóa năm 2013 có hiệu quả và phù hợp với địa bàn các tỉnh miền Đông Nam Bộ. Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng vừa có văn bản chỉ đạo các cơ quan chức năng vào cuộc khắc phục tình trạng sụt lún tại khu vực hồ thủy lợi Đắc Lông Thượng trên địa bàn xã Lộc Ngãi, huyện Bảo Lâm, trong đó chỉ đạo huyện Bảo Lâm tiến hành di dời khẩn cấp các hộ dân đang sinh sống tại khu vực sụt lún đến vị trí an toàn. Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng cũng yêu cầu Trung tâm Quản lý Đầu tư Khai thác Công trình Thủy lợi Lâm Đồng phải thường xuyên kiểm tra, theo dõi công trình hồ thủy lợi Đắc Lông Thượng, đặc biệt lưu ý các hạng mục đập đất, tràn xả lũ, cống dưới đập, kênh tưới, nhà quản lý để có biện pháp ứng phó kịp thời. Liên quan đến tình trạng sụt lún nghiêm trọng tại hồ thủy lợi Đắc Lông Thượng, ngày 1 tháng 12, các chuyên gia của Cục Quản lý Xây dựng Công trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã phối hợp với cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng đến kiểm tra khảo sát tại hồ thủy điện trên để tìm nguyên nhân tình trạng sụt lún. Khu vực sụt lún xuất hiện nhiều đường cắt ngang vườn cà phê với bề rộng từ 5 đến 20cm, nơi bị sụt sâu nhất gần 10m, đe dọa trực tiếp đến sinh hoạt của người dân địa phương. Thưa quý vị, với một nền kinh tế hướng xuất khẩu như Việt Nam, việc đẩy mạnh xuất khẩu các mặt hàng công nghiệp, trong đó có xi măng sẽ là điều đáng mừng nếu như hoạt động này mang lại lợi ích kinh tế xứng đáng. Nhưng với thực trạng xuất khẩu của ngành xi măng hiện nay thì kết quả đang cho thấy chiều ngược lại. Hiện công suất của doanh nghiệp sản xuất xi măng này vào khoảng 3 triệu tấn một năm, trong đó các lanh ke là 600.000 tấn một năm. Thị trường trong nước khó khăn, lượng hàng tồn kho nhiều. Để duy trì sản xuất, doanh nghiệp này buộc phải tập trung làm hàng xuất khẩu, chủ yếu là cả lanh ke. Tuy nhiên, hiệu quả từ xuất khẩu lại là rất thấp. Nếu mà trong sản xuất ý, tính hiệu quả thì chỉ khi nào mà cơ cấu sản phẩm nó đạt cái tối ưu là phải là sản xuất được xi măng, tiêu thụ xi măng là cấu sản phẩm lợi hiệu quả nhất. Còn xuất khẩu cái lanh ke hoặc bán cái lanh ke thì cái lợi nhuận không cao. Đây là giải quyết tình thế giữa cung và cầu. Doanh nghiệp này cũng chọn giải pháp tạo lập thị trường xuất khẩu cái lanh ke và xi măng trong lúc thị trường nội địa cung vượt cầu, nhằm mục đích ổn định sản xuất. Mặc dù giá trị rất thấp, nhưng hiện tỷ trọng xuất khẩu cái lanh ke của doanh nghiệp này chiếm tới 80% tổng sản lượng sản xuất. Thế thì xuất khẩu thì với cái giá như hiện nay cũng không có hiệu quả. Nhưng nó có một cái mang lại. Thứ nhất là tạo được cái công ăn việc làm cho người lao động một cách ổn định. Thứ hai là cái sự luân chuyển và tài chính. Tính đến hết tháng 9, xi măng và cà lanh ke xuất khẩu của cả nước đã lên tới 6,2 triệu tấn, gấp đôi so với cùng kỳ năm 2011. Từ năm 2011 đến nay, ngành đã đẩy mạnh xuất khẩu cà lanh ke, xi măng. Tuy nhiên, hoạt động xuất khẩu chỉ là giải pháp tình thế để giải quyết một phần tình trạng dư thừa xi măng, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh. Thì hiện nay chúng ta xuất khẩu clinker với cái giá là từ 36 đến 38 đô la là thấp, và không với cái giá này thì không hiệu quả. Và một số doanh nghiệp thì với cái giá này thì không bù đủ chi phí sản xuất. Thế thì giải pháp nào? Thì giải pháp thì chúng tôi nghĩ là nó phải có tổ chức, làm sao cho không thiệt hại cho đất nước và doanh nghiệp. Xuất khẩu là một hướng đi giúp doanh nghiệp duy trì sản xuất trong điều kiện khó khăn. Tuy nhiên, áp lực đầu ra quá lớn khiến hoạt động xuất khẩu của các doanh nghiệp xi măng càng thêm rối, càng làm cho hoạt động xuất khẩu kém hiệu quả. Xuất khẩu cà lanh ke thì không có lãi, trong khi xuất khẩu xi măng thì gặp nhiều khó khăn. Cái chủ trương của Đảng và Nhà nước ấy, và các bộ ngành vẫn cứ quan tâm đến cái tạo điều kiện cho cái ngành xuất khẩu trong xi măng ra các nước ấy, thì tôi nghĩ là đây là một cái chính sách lớn. Và cái chính sách này là bản thân chúng tôi cũng hết sức cố gắng để tìm mọi các cái giải pháp để đảm bảo vấn đề ấy. Nếu mà thị trường trong nước là dư thừa thì bắt buộc phải xuất khẩu. Mà xuất khẩu thì cũng đảm bảo được cái tính hiệu quả. Tuy không cao nhưng mà nó giải quyết được cái thị trường. Xuất khẩu là một hướng đi giúp doanh nghiệp duy trì sản xuất, nhưng rõ ràng các doanh nghiệp đang phải bán nguyên liệu sản xuất với giá rẻ chỉ để thu một nguồn lợi ích nhỏ. Điều này sẽ khiến doanh nghiệp chịu thiệt hại lớn khi nhu cầu trong nước tăng trở lại. Vì vậy, cần có một cơ chế điều hành xuất khẩu một cách có tổ chức.